Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Toàn cảnh đám cưới siêu thế kỷ của Như Quỳnh Ngọc Sơn. Lễ cưới của cặp đôi Như Quỳnh Ngọc Sơn chính thức diễn ra trưa nay tại bãi biển có diện tích 8.000 m2 và sự chứng kiến của người thân cùng hàng trăm khách mời. Trong số đó có những đồng nghiệp thân thiết của hai ca sĩ và dự lễ cưới bắt đầu lúc 12 giờ. Khu vực làm lễ được đặt trên bờ biển. Toàn bộ ghế ngồi của khách mời và khu vực lễ đài đều được trang trí theo tông màu trắng Như Quỳnh mong muốn được tổ chức hôn lễ trong ánh hoàng hôn trên biển. Vì vậy, hướng ngồi của khách cũng như vị trí sân khấu đều thuận tiện đón những tia nắng cuối ngày. Chuyện tình cảm 6 năm của Như Quỳnh Ngọc Sơn đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người khi cả hai tiến tới hôn nhân. Và mới đây, thiệp cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn được gửi đến tận tay các khách mời. Đám cưới diễn ra trên một bờ biển xinh đẹp thuộc resort 5 sao ở Phú Quốc. Toàn bộ 500 khách mời có mặt dưới sự đài thọ của cặp vợ chồng son. Có thể nói, đây là lần đầu tiên showbiz có một cặp đôi chơi lớn tới vậy trong ngày trọng đại. Thiệp cưới của cặp đôi đơn giản với tông trắng, phía ngoài có dòng chữ "Cảm xúc của chúng tôi vẫn nguyên vẹn sau từng ấy năm", như một lời khẳng định tình cảm bền chặt. Hành trình 6 năm yêu của Như Quỳnh Ngọc Sơn đã khép lại bằng đám cưới đẹp tựa cổ tích. Nhiều người đã khóc khi chứng kiến khoảnh khắc viên mãn của họ. Thời khắc Ngọc Sơn trao nhẫn cưới cho Như Quỳnh trên lễ đường đã khiến nhiều người thân và khách mời bật khóc vì xúc động. Những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến hành trình tình yêu bền bỉ, thủy chung của cặp đôi khép lại bằng đám cưới cổ tích. Thời gian qua, Ngọc Sơn vướng tin đồn sắp đám cưới với Như Quỳnh. Loạt ảnh nữ ca sĩ thân thiết với nam danh ca tại ngôi biệt thự 100 tỷ càng khiến dư luận bán tín, bán nghi lần đầu. Ông Hoàng Nhạc Xến cởi mở chia sẻ chuyện riêng tư về Như Quỳnh, cũng như chuyện tình cảm hiện tại. Trước đó, giọng ca tình cha cũng từng tuyên bố sốc là sẽ không lấy vợ. Tôi thực sự rất bất ngờ, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho tôi và Như Quỳnh. Tôi biết rằng trong nhiều năm qua, chuyện tình yêu của mình luôn khiến đại gia đình bận lòng. Tôi luôn cảm thấy áy náy về chuyện đó. Ngọc Sơn khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời, mà thực ra hiện tại tôi cũng không cô đơn vì đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các em học trò luôn yêu thương bên cạnh. Thực tế, Ngọc Sơn luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kể thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu. Bản thân Ngọc Sơn không có bất kỳ một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ cần có sự rung động, đồng cảm của hai tâm hồn và đủ duyên phận để bên nhau dài lâu mà thôi. Hiếm có nghệ sĩ nào mà chuyện hôn nhân lại khiến mọi người quan tâm nhiều như Ngọc Sơn. Điều này khiến tôi cảm thấy rất trân trọng. Bản thân tôi cảm mến Như Quỳnh vì nhiều điều. Hồi đó Như Quỳnh là thần tượng của tôi, không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, dịu dàng, sống tâm đức. Điều tôi quý nhất ở Như Quỳnh là sự tình cảm, chân thành mà cô ấy dành cho tất cả mọi người. Như Quỳnh thực sự là một người con gái rất Việt Nam, luôn chu đáo, luôn nhẹ nhàng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cơ duyên gặp gỡ và ăn một bữa cơm với gia đình Như Quỳnh khiến tôi càng cảm thấy cô ấy đáng quý hơn. Tôi nghĩ rằng thời ấy, không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người ái mộ Như Quỳnh vậy. Nhưng tình cảm là một chuyện, còn có duyên phận để đến với nhau hay không lại là chuyện khác. Tôi luôn trân trọng Như Quỳnh. Hiện tại chúng tôi vẫn là những người anh em, đồng nghiệp thân thiết. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu được sự đáng quý và chân thành trong mối quan hệ của chúng tôi. Phát biểu trên sân khấu, đàn nữ Ngô Thanh Vân bày tỏ sự ngưỡng mộ, chân quý đối với tình yêu đẹp, văn minh của đàn em. Cô xúc động, chỉ mong chờ vào một tình yêu lâu lắm rồi và đã không may mắn có được điều đó. Chị đã bỏ cuộc. Tuy nhiên, sự kiên trì trong tình yêu của hai em đã khiến chị xúc động và giúp chị một lần nữa tin vào tình yêu cặp sao đã dành khoảng thời gian dài và số tiền hơn 6 tỷ đồng để chuẩn bị chu đáo cho ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Như Quỳnh Ngọc Sơn cũng đài thọ toàn bộ vé máy bay, nơi ở cho 500 khách mời tại một khu resort 5 sao nổi tiếng ở Phú Quốc. Theo tiết lộ của một người thân, Như Quỳnh đã cảm thấy vô cùng áy náy khi không mời được hết người quen, bạn bè tham dự đám cưới tại Phú Quốc. Cô đã nhắn tin cho từng người để xin lỗi và hẹn gặp họ trong một bữa tiệc ấm cúng ở thành phố Hồ Chí Minh sau lễ cưới.
lễ cưới Như Quỳnh Ngọc Sơn được xem là ngày hội của showbiz Việt. Nhiều nghệ sĩ dù bận rộn với lịch quay phim, tham gia game show đều cố gắng sắp xếp để có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi. Khoảng 200 người nổi tiếng đã xuất hiện tại hôn lễ diễn ra vào trưa nay. Tất cả đều đón đợi một happy ending sau 6 năm yêu thương, gắn bó của hai ca sĩ. Trong ánh chiều hoàng hôn lãng mạn của bãi biển xinh đẹp ở Phú Quốc, cô dâu Như Quỳnh diện áo cưới màu trắng tinh khôi, bước vào lễ đường. Hàng trăm quan khách có mặt đã chăm chú dõi theo từng bước chân của nữ ca sĩ. Dư luận đang râm ran trước tin đồn Ngọc Sơn sắp cưới Như Quỳnh, loạt ảnh nữ danh ca thân mật với ông Hoàng. Nhạc xến trong biệt thự 100 tỷ đồng càng khiến dư luận tin rằng đây là sự thật. Cả hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng phản hồi khán giả về tin đồn này. Mới đây, Ngọc Sơn đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi qua mạng khi anh đang có chuyến lưu diễn tại Pháp. Anh cho biết bản thân không có thời gian nghỉ ngơi, làm gì có chuyện đi bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh. Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình dấu yêu luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chắc là mọi người thấy Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gán ghét vậy thôi. Cả nhà ơi, chuyện này không có đâu về việc lên báo chia sẻ có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh. Ngọc Sơn giải bày, đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường, nam danh ca cũng thẳng thắn. Khi anh có tin vui thì chắc chắn thông báo đến đại gia đình dấu yêu ngay, giải thích loạt ảnh thân mật với Như Quỳnh trong biệt thự 100 tỷ đồng. Ngọc Sơn cho hay chính anh mời giọng ca Duyên Phận đến thăm nhà khi cả hai có dịp ngồi chung ghế nóng chương trình Thần Tượng Bolero 2018. Trong quá trình chấm thi, Ngọc Sơn và Như Quỳnh có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.